Trung Lan xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Trung Lan nhé. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Đây, Trung Lan ngày hôm nay về thêm được những chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsubishi dòng chân voi giọt lệ. Về thêm số lượng là tổng cả ngày hôm trước với ngày hôm nay là số lượng là có 6 chiếc. Có 6 chiếc nhá. Số lít thì từ 22 cho đến 26. Các bác có nhu cầu có thể lựa chọn theo theo nhu cầu các bác. Đây, hiện tại thì bên shop của Trung Lan đang có mấy bác đang đi xem máy hút ẩm đây. Lúc này vào thời gian muộn, em Lan sẽ quay hàng để quý khách theo dõi kênh của Trung Lan có thể nắm được thông tin nhé. Em Lan cũng đã lên số thứ tự từng chiếc một rồi này. Từ thứ số thứ 5, thứ 7 thì hôm trước là hàng về là em Lan có số thứ tự rồi. Và còn hôm nay có tiếp là số 8, số 9, số 10, số 11. Đấy, dòng này đều là chạy điện 220 nhá. Dòng này đều chạy điện 220. Để con quay hàng một lát xong rồi tí nữa ông xem sau nhá. Rồi, để con quay một lát để cho. Vâng vâng, lát nữa ông xem sau để con quay lát. Ông lên phòng uống nước đi. Vâng. Đây, thứ tự là hiện tại là đang có 6 chiếc nhá. Đang có 6 chiếc này, một chiếc có một chiếc 26 lít và có một chiếc 25 lít. Còn lại là 4 chiếc là 22,2. Em Lan cũng sẽ quay nhanh bởi vì là khách hàng bên Trung Lan đang lên thẩm cả âm thanh karaoke ở trên phòng trên. Thế thì em Lan sẽ quay nhanh, không lát nữa là các bác hát tiếng nó hơi hơi vọng là dưới này là quý khách nghe không được rõ nhá. Thì nói về cái công dụng của những chiếc máy hút ẩm thì các bác biết rồi đúng không ạ? Thế còn về hãng thì cái dòng này quá là quen thuộc và quá là hot rồi, quá là hot luôn. Đây là cái dòng máy mà được nhiều người ưa chuộng nhất, hơn nữa là điện 220 thì lại rất là phù hợp với nguồn điện Việt Nam. Đó. Chiếc máy số 5 và số 7 thì hôm trước hàng về em đang quay rồi nhá. Hôm nay thì em đang sẽ lướt qua để quý khách biết số thứ tự, nếu như bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với Trung Lan. Chiếc số 5 này. Chiếc số 5 là chiếc con này là 25 lít các bác nhá, 25 lít. Chạy điện 220, công suất là 415W, 25 và 26 đều 415W nhé. Đấy, tình trạng máy đợt đầu lên là tất cả những con này đều không có nào phải sơn cả. Rất là đẹp luôn, sạch sẽ, máy sạch sẽ. Test chạy ok hoàn hảo nhé. Hôm nay hàng về sớm nên là em đã test chạy hoàn hảo cả buổi chiều đây rồi. Và thời tiết này cũng rất là ẩm luôn, các bác không nhìn thấy thôi nhưng mà thời tiết này cũng rất là ẩm nhá, rất là ẩm lồm. Trung Lan đã test cho khách hàng và thấy là ra rất là nhiều, hút được rất là nhiều nước. Chiếc số 5 là chiếc 25 lít các bác nhá. Chiếc số 7 này. Chiếc số 7 là 22,5 lít, con này là 320W. Nặng 14,4 kg, chạy điện 220. Tình trạng này máy mới đẹp sạch sẽ. Đó. Hầu như là con nào cũng đẹp. Đây là các bác có chốt mà không về được trực tiếp với Trung Lan, các bác chỉ cần nói về số nít em Lan chọn cho các bác luôn. Đó. Con máy số 7 là 22,5 lít nhá. Công suất là 320W. Sang con máy số 8 này, các bác nhìn nhá, tất cả các cái nút này thì khi mà quý khách chốt đơn với Trung Lan thì Trung Lan sẽ dịch và dán vào đây để các bác sử dụng sẽ được dễ hơn. Đây là chiếc máy số 8 này. Đấy, chiếc này là xem ở phía sau là chiếc này là 26 lít các bác nhá. Chiếc này là 26 lít này, có duy nhất có một chiếc 26 thôi. Mã số 8 nha các bác nhá. Bác nào quan tâm chiếc 26 lít thì hãy chú ý em này này. Đây. 26 lít đây. Đó. Mã số 8 các bác nhá. 26 lít là mã số 8. Chỉ có một con 26 lít thôi. Tiếp này mã số 9 này. Mã số 9 này. Quay cho các bác xem một vòng nhá, xung quanh. Con này thì cái phía sau ở phần này nó hơi bị vỡ một xíu do vận chuyển không tránh được các bác ạ, nó hơi bị vỡ một xíu. Thì bác nào mà lấy con này thì em đang sẽ lấy bác vỡ một xíu này sẽ bóp cho các bác 100k nhá. 100k con này là 22,5 lít,
22,5 lít 320W nhá. 22,5 lít mã số 9. Tiếp con mã số 10 này. Đây con mã số 10 này. Hầu như là đẹp lắm. Đây các bác nhìn xung quanh này. Đây con này này. Con này thì cái nan nó bị gãy. Có một số lan bị gãy. Có một số cái lan này bị gãy đây, bị gãy một cái lan này. Con này 22,5 lít. Mã số 10 này. Tiếp mã số 11 các bác này. Mã số 11 đây. Con này thì cái phía sau này là đẹp. Con này phía sau là đẹp. Con này 22,5 lít này. Con này 22,5 lít 320W. Con số 11 này đẹp đấy. Em đang thông báo thêm hàng về nhé. Còn về chức năng hoạt động thì nó như nhau rồi. Hôm trước em Lan đã phân tích và rất là kỹ về cái hoạt động, sự hoạt động của những cái dòng máy này rồi. Ngày hôm nay thì em Lan chỉ thông báo là có hàng về thêm. Nếu mà các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với Trung Lan nhé. Số điện thoại là 0975724339 hoặc là số 0975858546 nhé. Địa chỉ của Trung Lan thì ở khu biệt thự mới đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Còn những vị khách hàng ở xa mà không về trực tiếp với Trung Lan thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc ạ. Do nhà Trung Lan đang có mấy bác khách thẩm loa lên là hơi ồn các bác ạ. Thẩm về những dòng loa mà có thể hát karaoke được ấy ạ. Đây là em Lan sẽ quay nhanh và xin phép được dừng lại tại đây. Sắp tới đây thì những sản phẩm về đồ âm thanh em Lan sẽ có một chương trình là giảm giá xả hàng cuối năm tri ân cho quý khách, bởi vì là chắc là đợt hàng cuối năm này là chúng em Lan sẽ thu vốn về để nhập hàng Tết, nên là có những đôi loa để ở đây, để ở shop của Trung Lan một thời gian, về lâu lâu thì em Lan sẽ xả đi. Các bác chuẩn bị tinh thần nhé. Bác nào mà yêu thích loa đài âm thanh mà trước đây là chưa có điều kiện để sở hữu thì nhân cơ hội này em Lan sẽ xả hàng. Thì hàng bãi thì nó là hàng cũ rồi, kể cả như Trung Lan có để đây hoặc là lâu hơn nữa hoặc là có bán nhanh thì cũng hàng nó vẫn như vậy thôi, nó không có gì thay đổi cả, vì đây là những hàng mà Trung Lan nhập bãi chứ không phải là hàng bờ nhá. Đấy mà những cái sản phẩm này thì nó không có sản xuất ra nữa rồi. Nếu như Trung Lan bán đi và sau này có khi là Trung Lan nhập lại vẫn cứ là những sản phẩm cũ đó. Thế nhưng mà để mà xoay chuyển vốn thì hiện tại là những cái sản phẩm đang có mặt tại shop thì Trung Lan sẽ có ý tưởng là sẽ xả bớt đi để nhập, để chuyển đổi sang hàng mới để cho nó mới lạ cửa hàng. Đây này, sơ qua là có đôi Onkyo 77X này. Đôi này chắc chắn là ngày mai em Lan sẽ, ngày mai hoặc là trong thời gian tới đây là em Lan sẽ thanh lý. Đấy, các bác nước qua đi, nhìn qua đi và thấy là kết đôi nào, alo về Trung Lan. Đây là CB này, Onkyo này. Đó, Onkyo The Builder 9500DV. Một thời những đôi này rất là hot và hiện tại nó cũng đang rất là hot ở các shop khác các bạn nhá. Ở các shop khác, những shop mà mới nổi lên là mọi người giới thiệu về hàng rất là lổ nên là cuốn, khiến cho khách hàng là cũng có nhiều người mới chơi âm thanh là cũng bị cuốn theo. Đấy, còn những sản phẩm này thì về với Trung Lan là một thời gian nó quá là thân quen rồi, nên là với em Lan thì nó là rất là bình thường. Đấy, còn một số những shop mới
mới mới bán hàng ở trên mạng, mới nổi lên, thì các bác ấy nhập những cái đôi loa này về là các bác ấy giới thiệu nó hầm hố lắm. Đó, đây như là Beeler F1835 mã đây. Một thời là Trung Lan có shop ở cổng chợ số 3 là Trung Lan bán những cái dòng này rất là hot luôn. Đấy nhá, những cái sản phẩm này thì sắp tới đây là Trung Lan sẽ có một cái chương trình là giảm giá để cho quý khách hàng có nhu cầu có thể được sở hữu những sản phẩm hàng đẹp nhé, chứ không phải là hàng kém chất lượng mà Trung Lan giả xả đâu. Trung Lan sẽ xoay chuyển hàng để nhập những cái sản phẩm mới nhé. Lướt qua để các bác biết thông tin và các bác chú ý theo dõi kênh của Trung Lan trong thời gian tới đây là Trung Lan sẽ có chương trình xả hàng, giảm giá về đồ âm thanh đó. Clip này em đang xin phép được khép lại đến đây nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo ạ.